Các bạn đang theo dõi Dalolab, hành trình dịch chuyển và trải nghiệm không gian đẹp. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ ở Pilgrimage Village, hay có một tên gọi khác quen thuộc hơn với người địa phương, đó chính là Làng Hành Hương. Và như các tập của series ở thì tụi mình sẽ không đi đâu cả và dành trọn vẹn thời gian ở trong resort để trải nghiệm tất cả các dịch vụ. Một số tiêu chí khi bọn mình ở đây và mình sẽ review cho các bạn đó chính là không gian này, vị trí này, thiết kế này, ẩm thực ở đây này, đồ ăn sáng là một cái rất là quan trọng đúng không? Cuối cùng thì bọn mình sẽ chốt lại xem là ở một cái nơi như thế này thì có đáng đồng tiền các bạn bỏ ra hay không. Các bạn hãy chờ xem nhé. Xin chào. Sắp xếp sẵn một khoảng khóa học làm, sau đó nhét cái nhẫn cưới vào đây. Cáp. Đó là một cái lý nó bư như thường. Như thường. Anh có cảm giác đầu tiên của em khi bước vào đây là gì không? Thì em? Em thấy rất giống nhà bà ngoại em ngày xưa. À. Giống dã man ấy. Từ cái kiến trúc mái ngói là bằng gỗ, toàn bộ này nhá. Và khoảng sân vườn nhìn ra ngoài nhá. Tuổi thơ của em đã từng như thế này. Thì theo kiến trúc nhà gỗ, nhà rường của Việt Nam thì nó vẫn theo những cái mô típ như vậy. Chỉ có nó khác theo từng cái địa phương, từng khí hậu khác nhau thì cái kiến trúc nhà rường nó sẽ thay đổi từ những cái hoa văn trang trí, từ cái kết cấu, từ những hệ rường mái. Nhưng mà bước vào khách sạn đây cho cái cảm giác là sang trọng, thoải mái và gần gũi với thiên nhiên. Rất gần gũi. Đó. Bước vào Làng Hành Hương, bạn sẽ có cảm giác như mình đang bước vào một khu rừng nhỏ với không gian trong lành và đủ loại hoa cỏ của địa phương. Kiến trúc ở đây cân bằng giữa môi trường tự nhiên và văn hóa Huế, giữa nghệ thuật hiện đại và phong cách truyền thống. Khác với nhiều công trình kiến trúc mới được xây dựng trong những năm gần đây, Làng Hành Hương lại sở hữu một không gian mang dấu ấn xưa, cũ, nhưng lại vô cùng gần gũi trong tâm tưởng của những người đặc biệt yêu thích sự thanh thản và bình yên. Thêm một lựa chọn khác cho các bạn khi mà chọn lưu trú tại Làng Hành Hương, có một cái dạng phòng là villa 4 phòng ngủ với bể bơi riêng. Thì nếu mà trường hợp các bạn book 2 phòng trong cái villa này thôi thì toàn bộ 4 cái phòng này sẽ được lắp lại và không có ai ở cả, để các bạn sở hữu cái bể bơi riêng và cái không gian riêng như vậy. Anh rất nó hiện lên rất là rõ, từ món ăn, từ các anh chị nhân viên phục vụ hoàn toàn là người Huế luôn, thấy rất là thân thuộc, cảm giác như nhà. Cái mà em rất thích đó là em đi đến đâu, gặp đi đến ngóc ngách nào, gặp bất cứ ai họ cũng đều nói một câu xin chào, rất là dễ thương. Cũng là cảm ơn resort đã set up một cái buổi như vậy, tới ở nhưng mà không ngờ có cái buổi này, set up rất chu đáo đó. Đúng rồi, ăn ngon là em thích ạ. Thì cái giá này thì khoảng là 3 triệu nếu các bạn muốn trải nghiệm, dành cho 4 người nha các bạn. Xin chào. Và hôm nay dành thời gian ở resort này và tụi mình sẽ tham gia một cái khóa học nấu ăn. Và có Công Dương ở đây thì lần này thì mình mang Công Dương trở về Huế là quê hương của mình. Và mình sẽ nhờ chị đầu bếp hướng dẫn tụi mình nấu một số món Huế
là món bánh bột lọc và gỏi bưởi thanh trà tôm thịt, thì các bạn hãy cùng coi tụi mình nấu như thế nào nhé. Về cái khói rồi nha. Thì có một số công thức riêng của khách sạn đã đề ra, mình dùng những sản phẩm tự nhiên của đất Huế, tuyệt đối không có bột ngọt trong quá trình mình chế biến. Lưu ý nếu như mình có thời gian là mình sẽ làm trước cái tôm và cái thịt này, thì sáng mai mình sẽ làm, khi mình làm mình lấy ra thì mình sẽ là gọi trong cái bánh bột lọc, thì sẽ khi mình ăn là cái gì và cái sốt hẳn sẽ hòa quyện trong cái bánh là rất là ngon. Đây mà ví dụ như là có cặp đôi nào mà đi đến đây ở mà muốn kiểu cầu hôn ấy, thì sẽ nhét cái nhẫn cưới vào trong cái nhân bánh này. Đấy, đúng rồi, sắp xếp sẵn một khóa học làm, sau đó nhét cái nhẫn cưới vào đây. Xong rồi nó sẽ trong suốt đúng không? Mình nhìn thấy cái nhẫn. Wow. Tạo sự bất ngờ. Ở Huế là mình dùng, thường dùng người tọt mỡ để mà ảo cái bánh ở ngoài của bánh bột lọc. Thì khi ăn là dai, là kêu rùm 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 trong... là rất là nghe được tiếng, rất là vui ta. Và món tiếp theo tụi mình sẽ học nấu ăn với chị Trang là món gỏi thanh trà hải sản. Thì cái loại thanh trà này thì ngày xưa là một cái loại mà trái cây để tiến vua và chỉ trồng được một vùng đất là Thủy Biều của Thừa Thiên Huế thôi. Thì thanh trà là ngọt thanh, không bị đắng, không bị the. Khi vị bưởi là có vị the, the và có thể là bị hơi một vị đắng. Em thấy nó thơm hơn mùi bưởi rất nhiều. Cho nên nếu các bạn có dịp đến Huế thì vào khoảng thời gian từ tháng 7 âm lịch tới tháng 8 trung thu thì nên thử qua cái loại đặc sản trái cây này. Vậy là sau một thời gian mình đã xong cái hai món gỏi thanh trà và bánh lọc. Thì cái giá khi mà các bạn đến đây muốn trải nghiệm, muốn có một khóa học như vậy và ăn luôn thì 500.000 dành cho một người đối với hai món. 1 triệu là hai người sẽ có một trải nghiệm rất là thú vị học nấu ăn trong một gọi là không gian như thế này các bạn. Và bây giờ thì mình phải thưởng thức thôi. Như vậy là mình vừa trải nghiệm xong gói trị liệu 90 phút đá nóng và 20 phút Trinesan. Nhưng mà cái đặc biệt của gói dịch vụ ở đây là Trinesan, thì những cái nguồn lực từ cái bàn tay của chị kỹ thuật viên tác động lên cái ổ bụng của mình, giác như là các cái cơ quan ở trong ổ bụng của mình như ruột hay là các cái gan hay gì đó trong bụng mình, nó được một cách rất là massage rất là nhẹ nhàng, và nó tạo cái cảm giác là những cái chướng khí, những cái bụng đầy hơi của mình nó được giải phóng và rất là nhẹ nhõm sau khi mình làm xong. Thì cái gói dịch vụ này thì khi các bạn lưu trú ở làng Hình Hương thì nên thử, và cái trị giá của nó khoảng 2 triệu đồng. Và tiếp mục bây giờ mình sẽ review cái trà chiều của làng Hình Hương. Ở đây có rất nhiều món ngọt và món trà kết hợp với kem với các loại bánh. Các bạn thấy đây này. Phải gọi món này cho em. Mà tên rất là hay nha. Mùa hè mới mẻ, mùa hè đam mê, mùa hè Ý, mùa hè băng giá, mùa hè Nhật Bản. Ở đây thì gọi không giới hạn và chỉ phục vụ từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Và giá trên mỗi người là 350.000. Nhưng mà các bạn nhớ gọi không giới hạn, nhưng mình phải tiết kiệm đồ ăn nha các bạn. Cho nên phải gọi lượng sức của mình. Trời ơi. Rắn mà cái ly nó bư như dừa. Như dừa.
như các tập trước thì Dương hãy cho các bạn biết những cái mà động lại đối với làng Hành Hương với em. Thì em nghĩ là có hai điều động lại đối với em. Đó là cái không gian nơi này nó tạo cho em cái cảm giác được sống lại những cái thời kỳ trước. Bước đi ở trong này với những cái kiến trúc nhà cửa, cái cách thiết kế của căn phòng và không gian cây cối rất là nhiều, những cái lu nước, tất cả những cái mà người xưa người ta dùng hay là ao hoa súng, nó tạo cho Dương cảm giác được sống với cái thời ngày xưa. Dương cảm thấy khá là thú vị. Cái điều thứ hai đó là âm thanh nơi đây nó có rất là đa dạng nha mọi người. Âm thanh côn trùng buổi tối đến là cũng có tiếng dế, cũng có những âm thanh khác nữa này, rồi tiếng chim, rất nhiều các loại chim khác nhau nha. Nên là ở đây không hề, Dương để ý là trong nhà hàng hay là lễ tân họ không hề mở nhạc, họ để hoàn toàn cái âm thanh thiên nhiên này mộc mạc cho những người trải nghiệm ở đây được nghe và được cảm nhận. Đó là hai cái điều mà em rất thích. Bản thân mình là người Huế rồi nhưng mình tới đây thì mình cảm giác là đồ Huế rất là cái vị, rất là vị nhà. Và cái thứ em thích nữa, có những cái dịch vụ, những cái gói ăn uống mà healthy, tức là nó tốt cho sức khỏe rồi, và những cái hoạt động giúp mà mình tìm lại cái sự bình yên trong cái tâm hồn, như là yoga rồi ngồi thiền rồi những hoạt động xung quanh. Và đặc biệt là cái vị trí ở đây thì xung quanh nó thì rất nhiều chùa chiền. Cái động lại là những cái yếu tố mà thuyết phục tụi mình ở làng Hành Hương. Thì hy vọng các bạn có thể có thêm những cái trải nghiệm thông qua những video của tụi mình để quyết định chọn làng Hành Hương khi các bạn đến Huế. Ok, và bây giờ thì xin chào và các bạn. Và các bạn hãy nhớ chú ý đón xem những cái hành trình tiếp theo của tụi mình ở những không gian lưu trú và nghỉ dưỡng khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.